Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Như chúng ta đã biết, vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2024, Campuchia đã tổ chức một buổi lễ động thổ vô cùng long trọng, chính thức khởi công dự án kênh đảo Phù Nam Techo. Sự kiện đặc biệt này có sự góp mặt của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, phu nhân Pich Chan Moni, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Campuchia và các khách mời quốc tế. Điều này cho thấy tầm quan trọng của dự án kênh đảo Phù Nam Techo đối với Campuchia, cũng như quyết tâm của các nhà lãnh đạo nước này. Cả cựu Thủ tướng Hun Sen và người kế nhiệm của ông đã nhiều lần khẳng định quyết tâm này trước Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, kể từ lễ động thổ ấy đến nay đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng con kênh gây nhiều tranh cãi này vẫn án binh bất động. Mọi hoạt động tại đây trở nên yên ắng một cách bất thường, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Vậy, nguyên nhân nào đã khiến cho quá trình thi công kênh đảo Phù Nam Techo bị đình trệ? Liệu có phải Trung Quốc đã lật kèo giống như những gì Việt Nam từng dự đoán? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay của kênh QS News Khí tài quân sự. Trước khi vào nội dung chính, mong các bạn dành vài giây đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhé! Kể từ khi dự án kênh đào Phù Nam Techo chính thức được khởi công, mọi diễn biến của công trình đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo dõi tiến độ thi công, nhiều người đã bất ngờ khi gần đây một video được đăng tải công khai cho thấy dự án kênh đào Phù Nam Techo đang rơi vào tình trạng án binh bất động. Cụ thể, đoạn kênh nối từ sông Mekong dự kiến sẽ mở rộng từ thủ đô Phnom Penh, hiện tại vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Dự án chỉ mới thi công khoảng 1/5 diện tích bề mặt, trong khi theo kế hoạch, chiều ngang của kênh phải được mở rộng hơn 100m. Đáng chú ý, khu vực nhà máy xanh, nơi diễn ra lễ động thổ, vẫn giữ nguyên hiện trạng từ ngày khởi công. Không hề có sự xuất hiện của các thiết bị xây dựng như máy cầu, máy xúc hay lực lượng nhân công nào đang thi công tại đây. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu có biến cố nào đang xảy ra khiến cho kênh đảo Phù Nam Techo phải đình trệ trong suốt vài tháng qua? Nếu xem xét kỹ lưỡng, có thể thấy vấn đề này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan mà phía Campuchia có lẽ không hề mong muốn. Trước hết, chúng ta phải nhắc đến điều kiện thời tiết bất lợi mà Campuchia đang phải đối mặt. Hiện tại, nước này đang trong mùa mưa kéo dài và phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thiên tai. Từ tháng 9 đến nay, Campuchia liên tục phát hành các thông báo khẩn về tình hình mưa lũ phức tạp trên diện rộng. Đáng chú ý, Campuchia đã phải hứng chịu đợt lũ lụt thứ 3 trong năm, sau hai đợt mưa lớn vào cuối tháng 7 và tháng 8. Các đợt mưa lũ này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho hơn 20.000 hộ dân, khiến 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại 19 tỉnh thành cũng bị hư hại. Trước đó, vào tháng 7, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến quốc lộ 4 do ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Giới chức tỉnh Kampong Speer khi ấy đã phải cấm người dân đi lại trên đoạn km 107 và 108 của quốc lộ 4 do tình trạng ngập lụt. Tỉnh trưởng Kampong Speer đã ra thông báo khuyến nghị người dân sử dụng các tuyến đường thay thế. Ngoài ra, cảnh sát địa phương đã triển khai lực lượng để phân luồng giao thông và nhắc nhở người dân cẩn trọng khi di chuyển. Trong khi đó, tại tỉnh Prechihanouk, tình hình mưa lớn cũng khiến mực nước dâng cao. Cơ quan chức năng tại đây đã quyết định tạm thời cấm lưu thông trên một phần quốc lộ B, đặc biệt là tại cầu Stung Samrong nằm giữa km 115 và 116 để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại tỉnh Bát Tê Banh, tình hình mưa lũ phức tạp cũng gây ra không ít khó khăn. Tỉnh trưởng Sốc Lu đã kêu gọi người dân giữ cho các cống thoát nước được thông thoáng do lượng mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Hệ thống thoát nước ở đây bị tắc nghẽn do rác thải, khiến tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó, vào tháng 10 vừa qua, Campuchia phải đối mặt với đợt lũ cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ. Mực nước lũ dâng cao đã làm 11 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ gia đình và gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp với hàng trăm ngàn hecta lúa và hoa màu bị tàn phá. Kể từ đầu tháng 10 đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 16 trên 25 tỉnh của Campuchia, gây thiệt hại hơn 120.000 hecta đất nông nghiệp, trong đó có 80.000 hecta là đất trồng lúa. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, việc triển khai thi công các hạng mục của dự án kênh đảo Phù Nam Techo trở nên vô cùng khó khăn. Campuchia hiện đang phải tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão lũ và khắc phục những thiệt hại nghiêm trọng, khiến cho các dự án phát triển lớn như kênh đảo cũng bị đình trệ. Một lý do khác khiến dự án kênh đảo Phù Nam Techo phải dừng lại chính là vấn đề kinh phí. Theo các nguồn tin đáng tin cậy,
Campuchia đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để giải tỏa và đền bù cho hàng ngàn hộ dân cùng hàng trăm hecta đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Kinh phí để thực hiện các công tác đền bù này là vô cùng lớn, trong khi quy mô nền kinh tế Campuchia còn khá nhỏ. Tổng GDP của nước này thu về không đủ để chi trả cho các khoản đền bù, chưa kể đến việc phải ưu tiên các công việc quan trọng khác. Bên cạnh đó, Campuchia đang gánh khoản nợ quốc gia không nhỏ, phần lớn trong số này là vay mượn từ Trung Quốc, khiến nước này ngày càng mất đi sự độc lập về tài chính. Ngoài vấn đề kinh phí nội địa, một yếu tố quan trọng khác gây ra khó khăn tài chính cho dự án kênh đào là việc Trung Quốc quay xe bất ngờ. Ban đầu, Campuchia tự tin tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ cung cấp 100% nguồn vốn cho dự án này. Tuy nhiên, sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lại công bố rằng kênh Phù Nam Techo sẽ được thực hiện dưới hình thức liên doanh giữa cảng tự trị Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân khác với 51% vốn đầu tư do các đối tác này chi trả. Phần còn lại 49% vốn đầu tư sẽ được huy động từ các nhà đầu tư nước ngoài theo mô hình hợp đồng BOT, xây dựng vận hành chuyển giao. Dù không nói rõ, nhưng nhiều người ngầm hiểu rằng các nhà đầu tư nước ngoài mà Campuchia ám chỉ ở đây chính là các doanh nghiệp từ Trung Quốc. Điều này cho thấy Trung Quốc đã giảm vốn đầu tư từ mức 100% xuống còn 49%, làm suy yếu đáng kể nguồn tài trợ ban đầu mà Campuchia mong đợi. Sự thay đổi này khiến Campuchia gặp thêm nhiều khó khăn trong việc huy động kinh phí, từ đó khiến tiến độ thi công kênh đào Phù Nam Techo phải dậm chân tại chỗ. Gần đây, để khắc phục tình trạng thiếu vốn cho dự án kênh đào Phù Nam Techo, Campuchia đã đưa ra lời mời hợp tác hấp dẫn nhằm thu hút sự tham gia của các quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản. Thủ tướng Hun Manet đã chủ động đề xuất ý tưởng này khi gặp gỡ nhà lãnh đạo Nhật Bản trong một cuộc hội đàm gần đây. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc về lý do khiến Trung Quốc bất ngờ rút lại cam kết tài chính, khiến Campuchia phải chật vật tìm kiếm nguồn đầu tư mới. Mặc dù vậy, hành động quay xe của Trung Quốc không phải là điều quá bất ngờ với những ai quen thuộc với cách hành xử của Bắc Kinh, đặc biệt khi lợi ích không còn đảm bảo tương xứng với những gì nước này phải bỏ ra. Rất có thể, sau khi cân nhắc tình hình nội tại, Trung Quốc đã quyết định không tiếp tục tài trợ toàn phần cho dự án kênh đào này. Việc phải chi khoản tiền lên tới 1,7 tỷ USD trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19, cùng với sự rút đi của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, có lẽ đã khiến Trung Quốc chùn chân. Bất chấp những cam kết ban đầu, Trung Quốc đã không ngần ngại nuốt lời để Campuchia phải đối mặt với khó khăn, khiến dự án kênh đào Phù Nam Techo hiện rơi vào tình trạng bế tắc. Nếu những phân tích trên là chính xác, có thể thấy cảnh báo từ phía Việt Nam đối với Campuchia đã trở thành hiện thực. Campuchia giờ đây đang phải đối diện với hậu quả nặng nề vì lựa chọn con đường hợp tác dựa vào Bắc Kinh mà bỏ qua những lời khuyên chân thành từ các quốc gia láng giềng. Nếu Campuchia không sớm thay đổi cách nhìn nhận về việc lựa chọn đối tác và kết giao bạn bè, nước này có nguy cơ mất đi nhiều giá trị quan trọng và rơi vào tình thế bị phụ thuộc kinh tế lẫn chính trị, khó có thể tự chủ. Hun Sen, vị thủ tướng tại vị lâu nhất của Campuchia và là một trong những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu bậc nhất thế giới, từng được đào tạo tại Việt Nam và có thời gian mang tư tưởng thân Việt Nam. Chính quyền và quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp ông chống lại Khmer Đỏ và xây dựng quyền lực vững chắc cho đến ngày nay. Tuy nhiên, kể từ khi các lãnh đạo của Bắc Kinh đặt chân đến Campuchia vào năm 1997, Hun Sen đã thể hiện quan điểm ngả hoàn toàn về phía Trung Quốc. Lý do lớn nhất là do Trung Quốc rót vốn đầu tư ồ ạt, giúp kinh tế Campuchia hồi phục sau chiến tranh và phát triển. Đây cũng là điều kiện cần để Hun Sen giữ vững quyền lực và nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Đổi lại, Trung Quốc muốn tận dụng vị trí chiến lược của Campuchia trong khu vực Vịnh Thái Lan và sử dụng nước này như một quân bài nhằm chi phối ASEAN và tổ chức Đông Nam Á. Nói đến Campuchia, chúng ta không chỉ nhắc đến khu quần thể di sản thế giới Angkor Wat mà còn nhắc đến thành phố biển xinh đẹp Sihanoukville, một trong những trung tâm kinh tế của đất nước sau thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap. Sihanoukville là thành phố được đặt tên theo cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, có dân số khoảng 89.800 người và khoảng 66.700 người ở trung tâm đô thị. Đây là một thành phố tương đối trẻ, nó đã phát triển song song với việc xây dựng cảng tự trị Sihanoukville, bắt đầu vào tháng 6 năm 1955, là cửa ngõ giao thương quan trọng của Campuchia, kết nối quốc gia này với thế giới và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại hàng hải quốc tế. Đặc biệt, thành phố này có cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia, bao gồm một nhà ga dầu mỏ và một cơ sở hậu cần vận chuyển. Tất cả những điều kiện kể trên đã làm cho thành phố biển này trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và giao thông vận tải, với tiềm năng phát triển vượt bậc. Chưa kể, nhiều bãi biển của Sihanoukville và các hòn đảo gần đó đã trở thành khu nghỉ mát ven biển hàng đầu của Campuchia,
với số lượng khách du lịch quốc tế tăng dần kể từ cuối thế kỷ 20. Nhờ vào sự đa dạng về kinh tế, vẻ đẹp tự nhiên của khu vực và tiềm năng giải trí đáng kể, số lượng khách nước ngoài thường trú theo mùa hay thường xuyên đã làm cho Sihanoukville trở thành một trong những trung tâm dân cư đa dạng về văn hóa và năng động nhất ở Campuchia. Nhận thấy tiềm năng to lớn của Sihanoukville, Trung Quốc đã quyết định đổ tiền để đầu tư mạnh mẽ vào thành phố biển này sau những cuộc thảo luận chính thức giữa hai chính phủ. Theo Vietnam Finance, Bắc Kinh được cho là đã rót khoảng 5,3 tỷ đô la vào Campuchia với mục tiêu tạo ra doanh thu hàng năm từ 3,5 đến 5 tỷ đô la. Phần lớn doanh thu này đến từ các casino quy mô lớn được xây dựng tại Sihanoukville, thu hút du khách từ khắp nơi đổ về. Nhờ đó, diện mạo và cơ sở hạ tầng của thành phố biển này đã có những thay đổi đáng kể với hàng loạt công trình cao ốc, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm thương mại và giải trí sang trọng mọc lên. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng đã đổ tiền để xây dựng một đặc khu kinh tế với tên gọi Sihanoukville SEZ, Special Economic Zone, tại tỉnh Pre-Sihanouk. Đây là một dự án quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Đặc khu này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế của Campuchia và đang trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Được thành lập vào năm 2008, Sihanoukville SEZ là đặc khu lớn nhất của Campuchia về quy mô và sức chứa, với diện tích 1.113 ha, có hơn 100 công ty thuê và lực lượng lao động lên tới 16.000 người. Đặc khu kinh tế này do hai công ty của Campuchia và Trung Quốc đồng quản lý, là trụ cột của sự hợp tác giữa hai nước. Sihanoukville SEZ cách cảng Sihanoukville, còn được gọi là cảng Tây hay Westport, khoảng 12 km. Nằm ở tỉnh Pre-Sihanouk trên bờ biển phía Tây Nam, cảng này là cảng biển lớn nhất của Campuchia và là thành phố lớn thứ hai của nước này sau thủ đô Phnom Penh. Đây là đặc khu kinh tế duy nhất ở Campuchia và được so sánh với Thâm Quyến của Trung Quốc về vai trò kinh tế. Sihanoukville SEZ hiện có một khu kinh tế đặc biệt do Trung Quốc và Campuchia quản lý, tách ra khỏi các doanh nghiệp khác. Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2017, có tới 94 công ty Trung Quốc thuê đất kinh doanh tại đây, trong khi chỉ có 12 công ty đến từ Mỹ, Iceland, Vương quốc Anh, Hàn Quốc và các quốc gia khác. 3 công ty đến từ Campuchia cũng hoạt động tại đây. Mục tiêu của Sihanoukville SEZ là có 300 công ty hoạt động, cung cấp việc làm và chỗ ở sinh hoạt cho 80.000 đến 100.000 công nhân. Với hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào đặc khu kinh tế này mỗi năm, đầu tư của Trung Quốc chiếm khoảng 90% tổng số. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế của Sihanoukville SEZ và toàn bộ khu vực. Có thể nói rằng, làn sóng đầu tư ào ạt từ Trung Quốc cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân Campuchia, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, khách sạn và casino, vốn đòi hỏi một lượng lớn lao động. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư Trung Quốc đã mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người lao động Campuchia, công nhân tại các công trình do Trung Quốc đầu tư, có thể kiếm được gấp 3 lần so với khi làm việc cho các dự án trong nước. Ngành kinh doanh sòng bạc cũng tạo ra nhiều việc làm với mức lương hấp dẫn, dao động từ 120 đến 200 đô la mỗi tháng. Đặc biệt, những người sở hữu bất động sản tại Sihanoukville như đất đai, nhà cửa cho thuê cũng được hưởng lợi lớn. Họ có cơ hội hốt bạc nhờ việc cho thuê phòng nghỉ dưỡng với giá cao hất ngưởng. Một căn phòng bình thường trước đây chỉ cho thuê được khoảng 500 đô la mỗi tháng, nay đã có thể cho khách Trung Quốc thuê với giá 4.500 đô la. Tại những khu vực đắc địa, giá thuê này còn có thể cao hơn gấp nhiều lần, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho người dân. Sự phát triển nóng của Sihanoukville kéo theo thu nhập bình quân đầu người của thành phố này tăng vọt, liên tục nằm trong top 10 cả nước trong nhiều năm. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi 180 độ chỉ sau hai sự kiện. Thứ nhất, chính phủ Campuchia ban hành lệnh cấm đánh bạc trực tuyến. Thứ hai, đại dịch COVID-19 bùng nổ từ năm 2019 đến 2022. Những tác động sau lệnh cấm đánh bạc trực tuyến đã mang lại cho Campuchia một bài học thấm thía về sự phụ thuộc quá nhiều vào tiền của Trung Quốc, cho thấy rằng đây có thể là một canh bạc rủi ro. Chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Hun Sen thông báo quyết định cấm đánh bạc, hàng ngàn lao động Trung Quốc đã rời bỏ Sihanoukville, để lại đằng sau những dự án hạ tầng dang dở. Các nhà phát triển bất động sản Campuchia bị kẹt trong nợ nần và hàng loạt doanh nghiệp ngừng hoạt động. Không có con số chính thức thống kê số lao động Trung Quốc tháo chạy khỏi thành phố này, nhưng truyền thông Campuchia ước tính con số này là hơn 100.000 người. Gần 800 nhà hàng của người Trung Quốc ở đây cũng đã đóng cửa. Doanh thu trung bình hàng ngày của các cửa hàng Trung Quốc ở đây giảm từ mức 1.500 đô la xuống còn 200 đô la. Ngành bất động sản ở đây cũng chịu một đòn nặng nề, khiến các công nhân xây dựng địa phương đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Thành phố Sihanoukville của Campuchia trở nên đầy rẫy những dự án dở dang,
hoặc bỏ không sau khi nhà đầu tư Trung Quốc rút lui, làm xấu đi hình ảnh đất nước và lãng phí tài sản quốc gia. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, thành phố Sihanoukville hiện có khoảng 360 tòa nhà xây dựng dở dang và khoảng 170 tòa nhà đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phát triển của thành phố và Campuchia nói chung. Năm ngoái, Campuchia chỉ thu hút khoảng 550.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, giảm 77% so với năm 2019. Chỉ có chưa đến 16.000 du khách đến sân bay Sihanoukville, giảm 98% so với năm 2019. Chính phủ Campuchia ước tính cần thêm khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ để hoàn thiện các dự án dở dang ở thành phố. Hồi tháng 1, Thủ tướng Hun Manet đã công bố giảm thuế và cơ chế ưu đãi đối với các đơn xin cấp phép nhằm khuyến khích nhà đầu tư giải cứu các tòa nhà bỏ hoang tại Sihanoukville. Tuy vậy, theo chuyên gia Kisarevat thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia, chính sách này sẽ khó hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Campuchia phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc. Năm 2022, Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt khoản đầu tư nước ngoài trị giá khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó 90% từ Trung Quốc. Campuchia còn rất nhiều dự án khác với tham vọng thay đổi bộ mặt đất nước và phát triển kinh tế nhanh chóng. Những dự án nổi bật nhất bao gồm sân bay quốc tế Angkor, sân bay quốc tế Phnom Penh, đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville và sân vận động quốc gia Morodok Techo. Nguồn vốn chính đầu tư vào các dự án này cũng chủ yếu đến từ Trung Quốc. Trung Quốc còn cải tạo lại căn cứ hải quân Rim ở tỉnh Sihanoukville để dành cho quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền. Lẽ dĩ nhiên, đổi lại, những đồng nhân dân tệ sẽ được đút vào túi của các quan chức Campuchia, trong khi người dân chẳng mấy được hưởng thành quả từ sự phát triển, ngoài sự tự hào mơ hồ và tự huyễn hoặc rằng đất nước đang trở nên giàu có. Một đất nước quá phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài mà lại chỉ đến từ một quốc gia thì cực kỳ rủi ro. Campuchia kỳ vọng nhanh thoát khỏi đói nghèo, vì thế họ dễ rơi vào cái bẫy kim tiền mà Trung Quốc giăng ra. Nền kinh tế Campuchia được ví như tòa lâu đài được xây trên cát, trong bên ngoài thì hào nhoáng, lộng lẫy, nhưng chỉ cần một biến động từ Trung Quốc thì sẽ dễ sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, Campuchia đang dần thấm đòn tại Sihanoukville và có thể trong tương lai, chính quyền Phnom Penh khó tránh khỏi bẫy nợ từ Bắc Kinh. Một khi không có khả năng chi trả, sự đánh đổi chính là những lãnh thổ mang tính chiến lược của quốc gia này sẽ có thể rơi vào tay ngoại bang. Trên đây là toàn bộ nội dung mà kênh QS News Khí tài quân sự muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Ý kiến của bạn thế nào về chủ đề này? Hãy cho chúng mình biết cảm nhận bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy cho chúng mình một like, share, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.